Hello, Như Huỳnh mến chào cả nhà. Hôm nay em Huỳnh sẽ quay tiếp mấy cây mai gốc bứng cho cả nhà mình xem nha. Thì đầu tiên đó là cây cúc thọ hương nha cả nhà. Cây cúc thọ hương rất là đẹp luôn, tàn tán tùm đây. Và cái này con tàn theo cho nó tròn cả nhà. Cái này về chúng ta lấy được bơ ghép rất tiện lợi luôn nha. Và nuôi thêm để mình chơi Tết luôn nha cả nhà. Rồi chi tiết là cái gốc rất là đẹp nha cả nhà, cực đẹp. Cái thế này thế con ếch đang ngồi luôn á cả nhà. Đó, cây được ghép hai mắt bo và cái độ liền cốt nè của nó nè. Cái liền mặt rất là khéo luôn nha. Đấy, hai mắt bo và mắt bo của nó bây giờ là cỡ ngón út em Huỳnh luôn, to hơn luôn cả nhà. Đó, cỡ ngón em út luôn. Thì cái mắt ghép của nó bây giờ rất là ok rồi cả nhà. Đây em phải tháo được cái mũ này ra rồi. Đó. Cả nhà thấy không? Rồi, cây này ha, có hoành là 14 nha. Cao là 40 và ngang là 52. Khá là đẹp luôn cả nhà. Cái này về cho chúng ta chơi Tết là rất là ok luôn. Rồi, cây đầu tiên trong video ngày hôm nay. Hôm nay là video ngày 30 tháng 4 nha cả nhà. Và sắp và chúng ta đang được nghỉ lễ nè. Rất là vui luôn. Thì em Huỳnh sẽ có cái giá rất là ưu đãi cả nhà mình đây. Rồi, cây này 900.000. 900.000 em Huỳnh sẽ bao phí ship cho mình nha. 900.000 nha cả nhà. Cây rất là đẹp luôn. Rồi, cây đầu tiên em Huỳnh lên tiếp một cây nữa nha cả nhà. Cây này là cây 6T nha cả nhà. Mã số 6T. Rồi em lên tiếp một cây nữa là cây 7T. Cây 7T nè. Đây. Cây 7T có một cái thế gốc cũng khá là đẹp luôn. Lực lắm luôn cả nhà. Đây. Và cây này thì em thấy nó khá là to luôn. Hoành là hoành 57 nha cả nhà. Và Huỳnh xin lỗi, hoành 21, cao 57 và ngang là 45. Hoành 21 nha cả nhà. Rồi, cái độ liền mặt của nó nè. Nó muốn ôm luôn cái mặt rồi cả nhà. Cái này là hấp gì cũng con tàn khoảng được 3-4 lần rồi cả nhà. Khoảng 3 lần rồi. Cây này nó mập mạp cứng cáp ha. Và cái tàn của nó đây cả nhà. Đó, tùm luôn. Lấy bo cực kỳ nhiều, nếu còn không thì tạo nuôi như thế này ha. Rồi cây này 1.2 triệu. 1.2 triệu em Huỳnh sẽ bao viết ship cho mình nha. 1.2 triệu nha cả nhà. 1.2 triệu. Rồi cây 7T nha cả nhà. 7T có giá là 1.2 triệu. Em Huỳnh sẽ bao viết ship cho mình. Rồi lên tiếp một cây nữa là cây 8T. Và vườn thì em Huỳnh cũng còn nhiều loại lắm. Cả nhà mình hãy cố gắng xem và đợi em Huỳnh nhiều cái cây ở phía sau nữa nha cả nhà. Rồi, cây 8T là một cây tròn lắm luôn cả nhà. Tán ngang nó tới 60 và hoành là 20 đây. Hoành to nha. Hoành 20, cao là 56. Cao là 56 nha cả nhà. Đó. Rồi. Đây cả nhà mình xem chi tiết cái tàn nè. Rất là to luôn nha. Thì đây em quay xa cho cả nhà xem nè. Đó. Rồi quay lại gần tí ha. Cây thì được bấm ngọn tạo tán á cả nhà. Và nó đang tròn do như thế này nè. Thọ hương nha. Cúc thọ hương thì sinh trưởng rất là mạnh. Và đặc biệt là nó có cái độ dược lắm cả nhà. Nên cả nhà hãy bấm ngọn ha. Và mạnh lắm luôn. Thì khi mà nó trổ hoa là hoa chùm và hương rất là thơm. Nếu như một cây thọ hương mà chúng ta trưng trong nhà thì rất là thơm luôn nha cả nhà. Tết thì nó xum xê luôn. Rồi cây này có giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu em Huỳnh sẽ bao phí ship cho mình nha. 1.3 triệu. Cây 8T nha cả nhà. Rồi lên tiếp một cây nữa là 9T. Cây 9T nha. Cây số 9T. Cây này cũng khá là đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà chỉ cần nói mã số cho em Huỳnh thôi. Còn cây và tất cả mọi thứ trên like thì em Huỳnh sẽ giao ok nha. Cây này khá là đặc biệt cả nhà. Nó có một cái hoành. Hoành là 17 là đó trên này cả nhà. Cỏ dưới này là to lắm nha. Có một cái thế như thế này đây. Đó, rất là ngộ nè. Hình con thú ẩn đó. Rồi, hoành 17, cao 60 và ngang là 70. Cây này cũng rất đẹp luôn cả nhà. Đó, nó đang được con tàn như thế này đây. Đây, cái mắt bo là 4 mắt bo nè cả nhà. Cây này cả nhà alo cho Như Quỳnh nhanh nha. Rồi, cây này có giá là 1.4 triệu. 1.4 triệu em Huỳnh sẽ bao phí ship cho mình nha. 1.4 triệu nha cả nhà. 1.4 triệu em Huỳnh sẽ bao phí ship cho mình. Rồi em sẽ lên một cây nhỏ là một cây tư long.
một cây cúc tư long, cây 10T đúng không? Cây 10T là một cây tư long có thế rất là đẹp cả nhà, được ghép 4 mắc bo luôn. Và mắc bo này, mắc bo nấy nó đang đi 2-3 cái cơ đọt này cả nhà, dài hừng hực luôn, lấy bo thôi cũng lời luôn nha cả nhà. Rồi cây này nó có một cái thế rất là đẹp như là cái củ dương sâm. Quanh này là quanh 10, cao là 45, bây giờ cao hơn 45 rồi cả nhà. Rồi cây này có giá là 550, em Huỳnh sẽ bao ví ship cho mình nha. Cây tư long dài thường thượt luôn cả nhà. Cây tư long 400. Cây chưa tư long là 550, mình sẽ nói 550, Huỳnh sẽ bao ví ship cho mình nha. 550 cái tư long nha cả nhà. Rồi em lên tiếp một cây 7 tầng. Cây số 11T là cây 7 tầng đây đây. Cây 11T là một cây 7 tầng. 7 tầng này có cái thế y như củ nhân sâm luôn, đẹp lắm. À, nhìn rất là đẹp nè cả nhà. Và nó đang đi ra mấy cái lá non rất là, nhìn rất là mướt cả nhà. Đa số những cây này có mặt hoa hết luôn nha. Cây cúc 7 tầng hoa đẹp lắm luôn cả nhà. Đẹp khủng khiếp luôn. Cả nhà biết không, có mấy anh khách nói với mình đó là bán khuyến mãi. Cả nhà biết khuyến mãi gì không? Khuyến mãi cỏ cả nhà. Tại vì do là coi như lây quay tới ngày thì em mình lâu lâu cái mới làm cỏ đó cỏ nè, chứng tỏ là bán cũng hơi ế sao. Rồi cây này có giá là 500 ngàn, em Huỳnh sẽ bao ví ship cho mình nha. Cây cúc 7 tầng nha cả nhà, 500 ngàn, em Huỳnh sẽ bao ví ship cho mình. Rồi em lên tiếp một cây nữa nha, một cây 7 tầng nữa đi, cây 7 tầng đằng kia đó. Cây 7 tầng này là 12T đúng không? Rồi lên đây cây là 13T đây cả nhà. 13T là cây 7 tầng mà nó dài ngược luôn nè. 12, 13. Xin lỗi cả nhà, đây là trước mắt cả nhà, đây là em Huỳnh đang quay cây này, là cây 12T nha cả nhà, 12T nha. Đó. Rồi cây 12T này có một cái thế rất là đẹp cả nhà. Đó, được ghép là 3 mắc bo nha. Có một mắc bo cực kỳ dài đây. Rồi cây này cũng vậy luôn, cây này 500 ngàn, em Huỳnh sẽ bao ví ship cho mình nha cả nhà. 500 ngàn, mình sẽ bao ví ship cho mình. Rồi em lên tiếp một cây nữa là cây rồng bay. Cây rồng bay cực kỳ đẹp cả nhà. Rồng bay. Cây rồng bay cực kỳ đẹp luôn. Nó có một cái củ khá là to và đẹp. Đây, đây cả nhà. Wow, cây rồng bay nha. Có cái bò cũng khá là nhiều luôn. Rồi cây này có giá là bao nhiêu đây? Cây nhà có giá là 600 ngàn. 600 ngàn, mình sẽ bao ví ship cho mình. Thông số của cây này là hoành khoảng là hoành 10 cả nhà, 10, 11. Rồi củ này thì khỏi chê rồi ha, tàn tán thì ok rồi. Cây này 600 ngàn, mình sẽ bao ví ship cho mình nha. Và rồi lấy cho một cây thọ hương từ bên kia, một cây thọ hương mini nhỏ cả nhà, đợi Quỳnh một tí nha. Đúng rồi, cây thọ hương mini gốc bứng cả nhà, và gốc rất là lùng lực. Đây bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh, cây này y như con ếch luôn cả nhà. Quanh này khoảng là quanh 10, 9-10 nha cả nhà. Đó. Nhưng mà cái thế của nó là cái cây này, những cây này lùng lực lắm. Được ghép một cốt nhưng mà cốt cũng khá là to luôn. Rồi cây cúc thọ hương này có giá là, có giá bao nhiêu ạ? 400 ngàn em Huỳnh sẽ bao ví ship cho mình. 400 ngàn em Huỳnh sẽ bao ví ship cho mình nha. Đó. Này được con tàn và đang bấm nó ra được nè cả nhà. 400 ngàn em Huỳnh sẽ bao ví ship cho mình. Cây rất là khỏe, nhìn nó rất là lực cả nhà. 400 ngàn nha. Cây này là cây 13T. 13T em Huỳnh lên tiếp một cây nữa là một cây, cây này là 14T. Cây họ hương này là 14T nha cả nhà. Em xin lỗi nha, cây này là cây 14T. Rồi và rồi thì em lên cũng nhiều rồi, thì em hẹn gặp cả nhà video sau nha. Cả nhà hãy bấm kênh đăng ký ha, và sẽ gặp gỡ em Huỳnh những cái video còn rất là nhiều cả nhà, còn rất là nhiều cây rút bứng nha. Rồi em Huỳnh mến chào cả nhà.